Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 2 năm 23 rồi quý vị. 23 tháng 2 năm 2023. Mình thường xuyên quên ngày tháng luôn. Mình đang có mặt tại một con đường mòn nhỏ nhỏ ở khu vực phường 4 quý vị. Khu vực này thì hồi trước mình cũng có đi vào tham quan và làm mấy cái video rồi. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ quay lại để mà cập nhật tình hình cho quý vị cùng xem ha. Quay lại cảnh quan. Một ở trong này có những cái con đường mòn nhỏ nhỏ quanh theo những cái sườn núi như thế này, rất là đẹp luôn quý vị. Và ở dưới là những căn nhà nhỏ nhỏ, còn thêm là ruộng vườn của bà con ấy. Thì khu vực này quý vị cũng biết ý, là con đường vành đai 3 hiện tại bây giờ á, người ta đang làm sẽ băng qua như thế này quý vị ha. Nó băng qua đường trên á, cái đường trên đó quý vị, nó men theo những triền đồi trên kia. Mà con đường này á, hiện tại bây giờ người ta đang đẩy nhanh tiến độ đó quý vị, làm hai đầu, đầu dưới Hồ Tuyền Lâm và cái đầu trên ở khu vực ngay nghĩa trang Du Sinh nối vào đường Huyền Trân Công Chúa, người ta cũng đang tiến hành làm. Thấy tốc độ triển khai cũng khá là nhanh luôn. Mình đã có thể mường tượng và tưởng tượng một con đường, hình hài của một con đường quanh co uốn lượn theo núi rừng rất là đẹp rồi. Và đặc biệt khi mà con đường này băng qua đó quý vị, thì địa bàn này đó quý vị ha, bây giờ trở thành một địa bàn hot luôn á, hot hòn hot luôn. Đặc biệt là về bất động sản, ngày xưa ở trong này nó heo hút lắm quý vị. Xưa mà buổi tối không ai dám vô trong này đâu, thậm chí ban ngày cũng thế, hoang vu. Trong này nhà dân rất là ít, ngày xưa thậm chí không có nhà dân nữa. Nhưng mà bây giờ ở trong này thì cũng có nhiều hộ dân vào ở và làm vườn. Đó. Ở dưới sườn núi dưới này là vườn không quý vị. Địa bàn này thuộc phường 4, đó, là khu vực An Sơn quý vị ha. Quý vị thấy một con đường mòn bê tông men theo sườn núi như thế này đã. Đường vành đai 3 mình nghĩ nó sẽ đi ở trên kia quý vị, đường trên ấy, chứ không đi đường dưới này ha. Ở trên cũng có một con đường nữa quý vị, tương tự giống thế này. Ở dưới này cũng có một con đường mà mình không biết năm 21 nữa. Hiện tại bây giờ khu vực này thì người ta vẫn chưa làm, không biết là trong bản vẽ thì người ta sẽ đường vành đai 3 sẽ đi đường dưới này hay đường trên ha. Mình nghĩ chắc đường trên quá. Đó, và khi làm những cái hệ thống đường xuyên qua đây một cái thì những mảnh vườn dưới này, những mảnh vườn xung quanh đây quý vị, bây giờ trở thành hàng VIP quý vị, hiện tại là đất nông nghiệp nhưng mà giá trị nó rất là cao rồi. Chỉ hiện tại bây giờ đó quý vị ha, hiện tại bây giờ một sào đất nông nghiệp ở đây đó có giá trị trên 10 tỷ quý vị ha. Đó, trên 10 tỷ đó quý vị, nó tùy từng vị trí nữa. Vị trí đẹp thì nó còn hơn nữa quý vị. Có nhiều người phúc chốc đã trở thành đại gia rồi. Hồi trước á, cách đây khoảng chục năm trở về trước á, ai bán đất trong này một sào tầm khoảng 2-3 tỷ quý vị ha. Thì bây giờ nó lên giá trị trên chục tỷ. Bây giờ người ta cũng tiếc lắm rồi. Và hiện tại bây giờ nếu như mà ai bán có cỡ 4-5 sao bán là 6-70 tỷ quý vị. Đó, thành đại gia nữa quý vị thấy không, thành đại gia liền luôn. Và có nhiều người cũng không có vội bán, tại vì người ta chưa có cần. Người ta nghĩ khi mà con đường vành đai này làm xong quý vị, đi 3-4 năm hoặc là 5 năm sau nó có thể tăng lên gấp đôi nữa, chứ không phải chẳng chơi đâu quý vị ha. Tăng lên gấp đôi chứ không phải là giỡn đâu. Đó. Trong này người ta bây giờ đi săn lùng để mua đất ở trong này nhiều lắm. Ai mà có thông tin về con đường vành đai 3 này quý vị, thì người ta đi săn lùng ghê lắm.
Nếu như mà ai hở ra ai bán là người ta mua ngay lập tức. Đó, trong này chỉ cần rao bán một cái là có người tới tầng nhà hỏi mua ngay lập tức quý vị ha. Rất là hot mà. Nghe nói công ty Phương Trang vào trong này mua đất nhiều lắm luôn á. Mua nhiều lắm quý vị. Con đường này nè là mình sẽ băng ra khu quy hoạch biệt thự An Sơn đúng quý vị ha. Còn đường trên là nối xuống Hồ Tuyền Lâm, xuống đường Vành Đai 3 đó. Đó, những mảnh vườn như thế này đấy quý vị ha. Hiện tại bây giờ nó hot thôi rồi luôn. Dưới này là có khu dân cư quý vị này. Đúng rồi, đường Vành Đai 3 nó chạy ở trên kia đó quý vị, đường trên đó quý vị. Hiện tại bây giờ ở trên mình thấy là người ta đã sáng ủi tạo mặt bằng ở trên kia rồi. Wow, tuyệt vời quá. Mình hy vọng người ta làm tiến độ nhanh để mà chúng ta có một con đường đẹp để đi cái gì ha. Khu vực này sau này vip lắm, vip về cái vấn đề là phát triển du lịch, quán cà phê, nhà hàng, homestay, khách sạn ở trong rừng núi, men theo rừng núi như thế này mà có view rồi có thung lũng, rất là tuyệt vời đúng không quý vị ạ. Cách đây khoảng 2-3 năm có ông anh vào trong này mua 100 mấy 200 mét vuông đất được quý vị, đặt cọc xong rồi hết rồi, nhưng mà người ta không biết suy nghĩ sao mà trả cọc không có bán nữa. Tại vì nghĩ rằng là bán bị hở đó quý vị ha, nghĩ rằng bán bị hở đấy cho nên chưa lên. Cho nên như người ta sẵn sàng phá kèo quý vị ha. Lúc đó bán có mấy trăm triệu. Đây là con đường khó đi rồi quý vị. Đường dưới là đường cục. Mình quay lên này ha. Đó, những cái mảnh vườn như thế này quý vị. Đường Vành Đai là trên. Thì sau này khu vực này là nó hàng vip. Có nhiều người mình quay như thế này cũng có nhiều người cũng hỏi thông tin về đất đai, nhưng mà ở trong này người ta hiện tại bây giờ người ta cũng không bán quý vị. Nếu như mà ở trong này mà hở ra là có người mua liền, người ta trực chờ ghê lắm quý vị ạ. Vì là người ta biết là kiểu gì bây giờ mua thời điểm hiện tại bây giờ tầm khoảng 4-5 năm sau là nó kiểu gì nó phải lên gấp đôi. Nên anh chỉ để hở ra là mua thôi. Đó. Ai kẹt lắm thì bán. Ai gấp gáp lắm thì bán quý vị, còn không thôi người ta cứ để vậy đấy. Chả mất mát cái gì quý vị ha. Quá đã. À, nếu như mà theo con đường này mà đi bên phía tay trái là ra khu biệt thự An Sơn luôn quý vị. Đó. Mình đi thám thính như thế này, mình theo cặp mắt mình quan sát ở đấy, một khu vực rất tiềm năng mà mình cũng rất là thích nó. Hiện tại bây giờ nó rất là thiên nhiên này, nhưng mà sau này khi phát triển lên nó không biết nó có còn thiên nhiên như thế này nữa không. Đó. Nó có còn hoang sơ như thế này nữa không? Mình nghĩ là không quý vị, nó sẽ sầm uất hơn, hiện đại hơn, đẹp hơn. Nhưng mà nó không còn hoang sơ giống như thế này, đó là điều tất nhiên rồi. Đó, ở đây mà nhìn qua bên kia là ấp Quảng Thừa quý vị ha. Đó, ở dưới này là những mảnh vườn nhìn rất là đã luôn.
giống ruộng bậc thang đó quý vị. Nhìn qua bên kia quý vị có thể thấy nè, nó giống miền Sơn Cước luôn, đúng miền Sơn Cước luôn gì nữa. Trên là rừng, suối, dưới là vườn và nhà, những căn nhà ẩn hiện như thế này, đẹp như một bức tranh quý vị. Bên kia là ấp Quảng Thừa đó quý vị ha, nguyên cái quả đồi bên kia là ấp Quảng Thừa đấy. Ruộng vườn đẹp quá. Giống như mảnh vườn bên kia quý vị. Đó, cái triền đồi bên kia. Đường Vành Đai Ba là nó chạy ở trên đó. Thì cái mảnh vườn đó mình nghĩ nó phải nói là thôi rồi luôn đấy. Bán hết cái mảnh vườn đó chắc là cả trăm tỷ. Trời ơi, kinh khủng. Đó, nguyên cả cái triền đồi bên kia quý vị ha. Đường Vành Đai Ba thì chạy trên nóc đấy. Quá đã luôn quý vị ạ. Quả đồi bên kia vậy kìa. Đồi bên kia cũng là vườn của nhà người ta đó quý vị. Dưới này rất là đã. Quá tuyệt vời quý vị. Đó, xa xa là ấp Quảng Thừa quý vị ha. Tuy nhiên muốn qua bên đó là phải đi đường vòng ấy. Địa hình ở đây nó không giống như là khu vực ở dưới Đức Trọng đâu. Dưới cái hôm vừa rồi mình quay ở Tu Tra rồi đâu. Đó, những sườn núi thoai thoải có thể làm đường nối qua nối lại rất là dễ dàng. Còn đây là địa hình phức tạp lắm quý vị. Dưới là những khe núi, những thung lũng trên rất là cao. Đó. Như thế này mới đẹp quý vị. Đà Lạt mà. Rồi mình đi ra lại quý vị ha. Không đi băng qua An Sơn nữa. Băng qua An Sơn mình băng qua mấy lần rồi. Ra lại con đường Viên Trân Công Chúa quý vị. Đúng là thời buổi bây giờ quý vị ha. Ai có tiền ấy, ai giàu thì càng giàu thêm đó. Nếu như mà họ biết cách đầu tư, biết vị trí, may mắn mua được những cái nơi mà có tiềm năng đó, xin lời thì sẽ nhanh giàu thôi. Đất đai là một cái duyên quý vị ạ. Đất đai, bất động sản là một cái duyên, không phải ai cũng làm được. Nhiều lúc chúng ta thấy người ta đi làm bất động sản sao mà giàu thế, nhưng mà mình tham gia vào lại không được giống như người ta, thậm chí là tay quay đó nữa. Còn những người mà thật sự ra họ quá dư dả rồi, dư ăn dư mặc, không nợ không nần, tiền bạc rủng rỉnh, và cứ xách tiền đi chơi, đi lang thang, thấy chỗ này chỗ kia mà thấy có tiềm năng là họ cứ mua rồi để đó, chả sợ gì cả. Cho nên chi họ càng giàu là giàu thêm là như vậy đó quý vị. Chỉ có những người ví dụ bể hoặc là như rơi vào khủng hoảng này kia thì do người ta tham quá, muốn một bước lên mây, đi tắt đón đầu gì đó. Cho nên chi muốn làm cho nó nhanh, nó gọn á, hoặc là đầu tư vào những nơi mà không đúng thì mới bể thôi. Cái còn bình thường ăn chắc mặc bền thì nó cứ thế mà tà tà đi lên quý vị. Ở Đà Lạt này á, mình đi lang thang mình thấy những cái thông tin về làm đường xá và những cái khu vực mà có tiềm năng này kia, mình thấy, mình vẫn thấy đó quý vị, nhưng không có tiền thì cũng chịu. Đó. Ngày xưa ở trong khu vực này đó quý vị ha, khi mà thông tin làm con đường Vành Đai Ba vô thì những cái người mà họ cần vô đất mua đai hoặc là những cái giới mà bên môi giới đó, họ
tìm tới chủ vườn, tìm tới tầng nhà luôn quý vị, để mà hỏi và đề nghị là bán đất, bán là họ mua liền luôn ngay lập tức. Nếu những ai mà những cái thời điểm đó mà bán vội vàng mà bán trong cái giá này, giá rẻ hơn hiện tại bây giờ, thì những người đó bây giờ là phải nói tiếc đứt ruột. Còn những người nào mà khôn ngoan để lại cho đến hiện tại bây giờ, hoặc là để lại cho mai mai mốt nữa, thì rất là ngon luôn. Mười năm, 20 năm trở về trước, cái trong này thì phải nói là khu vực là khỉ ho cò gãy, làm gì có những cái con đường bê tông như thế này để đi đâu quý vị. Đường đất, đường rừng không có nè. Thậm chí điện đài ấy, chắc có lẽ người ta cũng vẫn chưa kéo vào trong này nữa. Điện nước trong này kia đó. Còn bây giờ bảo đảm quý vị quá ngon lành rồi. Trong mà trong giới đầu tư bất động sản, khi mà nhìn nhà vào những khu vực này của Đà Lạt ấy, bảo đảm quý vị là chảy nước miếng luôn. Hồi trước mình làm video ở đấy thì cũng có nhiều anh chị hỏi thông tin là ở trong này có bán đất bán đai gì không. Có nhưng mà không đến lượt mình nói quý vị, người ta chực chờ ghê lắm. Hở ra là có người tới tầng nhà luôn quý vị, có người tới tầng nhà đề cập mua luôn ấy. Hở ra là người ta mua luôn, mua liền luôn á, trong vòng một nút nhạc, không có kỳ kèo hoặc là không có. Ví dụ nói ông này có thông tin ông này bán đất bán đai, là bây giờ ông nào nhanh là tới là đặt cọc ngay đó thì được, còn không là có người khác mua liền. Nhanh tay thì được mà chậm tay thì mất được quý vị. Cho nên bây giờ cho dù mình có biết thông tin hay nữa thì chậm chạp là thua. Con đường vành đai 3 nó băng qua đây nó hot quá mà quý vị ha. Ở đâu cũng thế, có con đường làm ngang qua thì bất động sản nó sẽ hot thôi. Cái điều đó là điều đương nhiên rồi, quy luật rồi quý vị. Cứ điện đường trường trạm tiện ích đi ngang qua một khu vực nào đó thì khu vực đó là sẽ hot, bất động sản sẽ ăn theo, sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hôm nay Đà Lạt nắng đẹp quý vị. Hôm nay được lành hơn mấy hôm trước. Bên phía tay trái của chúng ta là nghĩa trang Du Sinh đó quý vị ha. Còn ra đây là cái điểm điểm gần cuối nối vào con đường Huyền Trân Quang Chố, đây là cái điểm đường vành đai 3 đó quý vị. Hiện tại bây giờ người ta đang làm này. Đường này có bề rộng mình nghĩ là 14-15 mét đấy. Rộng, rất là rộng luôn. Quá đẹp quý vị ạ. Đó, những căn nhà của bà con ở dưới này thuộc dạng VIP luôn. Hiện tại bây giờ người ta đang có kế hoạch là tiến hành bố trí tái định cư cho những cái hộ dân con đường vành đai 3 này đi băng qua. Mà những hộ dân nào bị ảnh hưởng, bị giải tỏa thì người ta sẽ bố trí, là có cái hệ bố trí về khu vực an tôn nó bị, nghe nói là 100 mấy chục hộ dân bị ảnh hưởng, người ta bồi thường là bố trí tái định cư ha. Có những căn nhà ở trên này ngày xưa nghe nói ở nghĩa địa ai dám cho cũng dám nhận nữa. Bây giờ đường phóng qua gái là tự nhiên ngon luôn. Rồi ra đây là con đường Huyền, đầu con đường cuối con đường Huyền Trân Quang Chố rồi quý vị. Đó. Rẽ trái là đi vào trong nghĩa trang Du Sinh. Còn chạy hướng như thế này là hướng về Hoàng Văn Thụ quý vị ha. Hướng về Nam Thiên. Nghe nói đường vành đai 3 này nó nối vào một khúc của đường Huyền Trân Quang Chố như này và xuống ngay ngã ba Y Chinh, là băng qua Y Chinh quý vị ha, và nối vào khu vực nút giao đường Nguyễn Đình Quân và Hoàng Văn Thụ đó. Ngay đầu làng Hoa Vàng Thành đó quý vị. Phóng qua đây cả nhà cửa ở đây ngon lành luôn.
Nó Đà Lạt ngày càng thay da đổi thịt đó quý vị. Đường xá, đường xá thì tốt thôi quý vị ha, xã làm thì rất là tốt rồi. Tuy nhiên việc quy hoạch dân cư và đô thị ngoài kia có nhiều cái nó vẫn chưa hợp lý và bất cập. Có nhiều báo chí hoặc là nhiều chuyên gia người ta cũng đề cập và người ta cũng rất là nhức nhối. Có nhiều người kêu là quy hoạch Đà Lạt thành nắc bét này kia đó. Cái đó thì mình cũng thấy. Còn đường xá thì mở ra là quá đà, quá đã rồi, quá ngon rồi. Vấn đề nhà cửa rồi quy hoạch dân cư sắp xếp làm sao cho nó quy hoạch khoa học mà nó vẫn bảo tồn được cái thiên nhiên và cái vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt thì rất là tuyệt vời. Này, hy vọng mai mốt cái con đường ven con đường Vành Đai Ba này á, thì người ta cũng có cái sự quy hoạch và có một cái bộ quy tắc làm sao đó để mà giữ gìn cái khu vực đó cho nó đẹp, quy hoạch làm sao cho nó đẹp quý vị. Chứ mai mốt mà khi mà chỗ đó phát triển mà ai nấy làm mà ai nấy xây á, nó không theo một cái quy chế quy củ nào á, thì nó sẽ phá vỡ không gian của khu vực đó rất là ổn. Nếu như mà khu vực đó mà quy hoạch bài bản khoa học á, thì bảo đảm với quý vị nó một khu vực VIP và rất là đẹp luôn, đồi núi chập trùng thung lũng này kia. Còn mình ai nấy làm mà làm tầm bậy tầm bạ như là một cái mớ thập cẩm thì cũng thôi rồi luôn, ôi trời ơi luôn đó quý vị. Rồi hôm nay mình cũng làm một cái video để cập nhật tình hình, đặc biệt là dẫn quý vị đi tham quan lại con đường Vành Đai Ba, chuẩn bị băng ngang qua và tâm sự với quý vị những cái vấn đề về bất động sản ở trên khu vực đó. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.